Hi, xin chào mọi người, tôi là Vinh và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm khác của hãng Xinhua. Đây là một sản phẩm rất là hấp dẫn nhưng mà mình không có thời gian review. Nhân cái dịp là mình có thời gian một chút xíu và mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm này. Đây là một cây thước lo lấy gốc đa chức năng của hãng Xinhua dài 45cm. Cây thước này thì nhờ lên website của nó mình nghiên cứu và mình biết được các công dụng của nó và mình giới thiệu cho mọi người xem ở đây. Cây thước này nó được cấu tạo từ 3 cái mảnh nhôm rất là dày, rất là chắc chắn luôn. Nhôm này là nhôm xịn nha. Thì mình sẽ cho mọi người thấy những cái đặc biệt của nó. Ba cái mảnh nhôm này được thiết kế để chúng ta có thể kéo, di chuyển, lắp ráp, có thể mở rộng ra hoặc là khép lại một cách dễ dàng. Nó trượt rất là nhẹ nhàng, khóa đồ rất là cứng cáp. Những cái đường số khắc ở trên cây thước rất là chuẩn theo cái tiêu chuẩn CIS của Nhật, Japanese Standard, Industrial Standard. Và nó dùng hệ mét và hệ phổ thông nên chúng ta dùng rất là phổ thông, rất là phù hợp với người Việt Nam. Mình đây mình lấy một cái thước cặp mình đo thử, đây là cái miếng mỏng nhất của nó thì nó dày khoảng 4 mi rồi ha, rất là dày. Mình thì không có rành những cái này nên là mình lúc quay mình cũng không để ý là nó bị hơi mờ, mình không thấy rõ, nhưng nó rất là dày. Mỗi một miếng rất là dày nên là mình xài mình không có sợ là nó bị cong, bị vể. Thì giá nó cũng không hề rẻ nên là đương nhiên nó phải dày rồi. Đây mình chỉ cần mở con ốc này thì khi mình xoay á, nó rất là nhẹ nhàng, nó sẽ tự động xoay và mình có thể khép lại phía bên kia luôn. Cái hướng này mới thể mở rộng ra để mình đo đường thẳng hoặc là đo góc xéo bao nhiêu độ ở trên cái thước, nó có hiển thị luôn. Đó, khi xài chúng ta sẽ gấp lại, không xài chúng ta gấp lại, rất là cứng, chắc tay và chung cầm nó sướng lắm, đồ xịn cầm sướng. Đó, kéo ra kéo vô nhẹ nhàng chứ không phải cực khịch ha. Và quan trọng đó, ở đây là cái sự chuẩn xác của nó đó. Mọi người thấy mình chỉ cần rê lên nó bao nhiêu vị trí bao nhiêu đó, như chẳng hạn như đây là 45 độ nó làm nổi bật nhất, tại vì thường mình sẽ dùng cái độ đó. Bây giờ mình sẽ thử ha, mình sẽ lấy một tờ giấy mình gạch thử 45 độ cho mọi người xem. Cái này thì mình phải test lại một lần nữa bằng việc là mình cắt, nhưng mà mình cho mọi người xem sơ chứ thôi. Để test những cái này mình phải đầu tư nhiều công sức thời gian hơn để mình thuyết phục mọi người cái sự chuẩn xác của nó. Cái này nó thể đo từ 0 đến 90 độ. Đây mình đưa một tờ giấy trắng vô thì mình gạch thử. Tại vì cái bàn mình nó cũng không ke nên là mình làm nó, mình nghĩ nó cũng sẽ không có chuẩn được. Nhưng mà ở đây mình có thể nhìn sơ qua tờ giấy này thì mình có thể đoán được. Đó. Mình ứng dụng có cái thước này đó, mình lấy 45 độ mình thấy gạch giống như một cái thước bình thường khác. Hoặc là bây giờ mình chỉnh một cái độ khác. Chẳng hạn như đây mình chỉnh về 90 độ luôn. Hoặc là thẳng luôn. Đây 90 độ nè. Nó có số 90 độ trên cái thước. Đó. Cho mọi người xem cận cảnh cho thấy rõ. Đó, 90 độ. Rồi bây giờ mình sẽ khóa cái chốt này lại. Đây. Từ từ. Đó. Rồi, mình siết lại. Sau đó mình sẽ làm một cây thước ke, nó trở thành một cây thước ke để mình gạch hoặc là mình đo. Này. Đó, mọi người đã thấy được hai chức năng ban đầu của nó, là mình có thể nó trở thành một cái thước để vừa đo 45 độ vừa đo 90 độ, hoặc là mình có thể đo những cái độ khác từ 0 đến 90 độ. Đó, 90 độ đây. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy một cái công dụng rất là tuyệt vời của nó. Chính cái công dụng này nó đã khuyến khích mình làm clip này. Đó là mình biến cái thước này thành một cái cử cưa. Đó là nhà sản xuất người ta sản xuất ra là người ta khuyến khích mình sử dụng luôn nha, chứ không phải là mình chế. Đây là mình cắt 45 độ. Cái điều bất tiện của nó là khi mà mình cái chiều của nó đó, không biết cái thước này nó thiết kế tay trái tay phải không nữa, nhưng mà khi mình làm thì nó hơi nghịch. Nó nghe là thường mình phải cặp từ phía dưới mình cặp lên, còn này mình phải cặp từ ngược từ phía trên cặp xuống, nó hơi ngược so với những gì xưa giờ mình làm. Cái cưa mình sử dụng là cái cưa của Total. Cưa này thì cắt nó không có chuẩn lắm, xài tạm gia đình thì được, giá rẻ 1,2 triệu và nó cũng hơi ồn nữa, mình cũng không thích nó lắm.
nhưng mà nhiều người vẫn thích tại vì nhu cầu mình sử dụng không cao thì mình có thể mua. Sau khi mình cắt xong thì mình cặp lại để mình xem là nó đường cắt mình nó có ngay hay không, thì cái độ chính xác của nó rất là tốt ha, ngoài mong đợi của mình. Đây, cái này nó chính xác khoảng 99% rồi đó. Bây giờ mình sẽ cắt 45 độ. Cắt 45 độ thì nó sẽ hơi khó một chút. Khi mình sử dụng cái cưa này mình phải quay lại tới 3 lần. Tại vì cái cưa này có cái nắp bảo vệ của nó đó, khi mình đẩy vô nó lại đẩy cưa mình lệch qua một bên. Tại vì cái cử mình nó mỏng hơn là cái cử lớn á, nên là mình phải quay lại thứ 3. Thì thứ 3 nó mới chuẩn, thì mọi người thấy cái độ chuẩn xác nó khoảng 99% luôn ha. Đó là mọi người sử dụng cái cưa càng xịn thì cái đường cắt này càng đẹp, đặc biệt là những cái cưa Nhật á, cắt ra thì đường sẽ chuẩn lắm. Còn cái cây thước rồi, cái thước này thì nó chuẩn rồi. Đó, mình không xài mình gấp nó lại. Rồi đi vô. Tiếp theo là những cái công dụng khác của nó. Cái thước này được thiết kế ra để chúng ta lấy góc, để chúng ta kiểm tra những cái góc, chẳng hạn như ở cầu thang. Từ cái bậc cầu thang này mình sẽ kiểm tra coi cái ông thợ ông làm cái cầu thang này ông làm có đúng không, coi nó có chuẩn không. Đây là cái bậc đầu tiên, mình sẽ lấy cái góc bậc đầu tiên, rồi mình sẽ lấy từ cái góc đó mình đưa lên cái góc thứ hai. Mình chỉ cần đưa lên là mọi người sẽ thấy là nó có ke hai góc nó có giống nhau hay không. Nhìn số độ này, 36 độ đi, 36 độ rưỡi thì mình để ở đây, mình thấy nó không ke, mình phải chỉnh cái con ốc kia lại, thì cái con ốc đó khi mình chỉnh lại nó sẽ ra một cái số khác. Mình chỉ cần mình mở nó ra lỏng thì mình đưa ra đưa vô cái này mà thấy nó ke rồi mình siết lại. Cái cầu thang này không có bậc nào giống bậc nào hết á, không có bậc nào ke như bậc nào hết trơn á. Có một cách sử dụng nữa để mình kiểm, không phải không những là mình để kiểm tra cái góc, là mình để mình lấy cái góc để mình làm cho nó chuẩn. Chẳng hạn như mình muốn làm cầu thang với một góc độ y chang cái cầu thang này, thì mọi người chỉ cần lấy ke cái thước này đưa vô thì mình sẽ biết được cái góc độ của cái cầu thang này đang làm là bao nhiêu. Rồi mình có thể làm giống một đường thẳng song song như vậy để mình làm những cái cầu thang khác. Ở đây mình sẽ kiểm tra cái cửa của mình. Đây là cái cửa, xem cái cửa này người ta làm có ke vuông bốn góc hay không. Ở đây là góc độ đầu tiên. Và khi mình đem xuống cái dưới thì mình thấy là nó không ke, hai bên không giống nhau. Ở đây thì nó lệch một chút xíu so với 90 độ. Và hai cái góc thì nó không giống nhau. Đó, người thấy không? Nó hở ở phía dưới, mình phải mở ra, mình đẩy vô thì nó mới ngay lại. Cái góc phía trên nó làm rộng hơn cái góc phía dưới. Góc phía dưới nó làm hẹp hơn. Thì đó là một cái công dụng nữa của cái thước này để mình kiểm tra thôi, coi là những cái công trình mình làm người ta làm có đúng hay không, người ta làm có chuẩn xác hay không. Đương nhiên thì không ai yêu cầu đến mức độ ghê gớm như vậy, ai mà làm được đến mức độ này thì phải có những cái công cụ xịn như thế này để làm rồi. Còn mình dùng mấy cái bình thường bằng mắt thì khó mà làm được ra nó chuẩn như vậy lắm. Đó, cái góc này nhỏ hơn 90 độ đó. Ok. Không được hay chưa? Bởi công dụng cuối cùng của cái thước này đó là mình có thể gặp lại để mình làm cái thước thẳng. Mình đo, mình cắt, mình gạch, mình kẻ. Đây, mình đẩy nó ra. Khi mình đẩy nó ra thì nó được dài khoảng gần 2 mét ha. Khoảng mét, 1 mét mấy, mét rưỡi à. Không tới 2 mét. Đó thì mình có thể biến nó thành cây thước và mình gạch những cái chỉ số giống như cây thước bình thường thôi, từ 0 đến 135 đúng không? Ủa 45 đấy, 0 đến 45. Cây thước này nó cứ 1 mét thôi mọi người, xin lỗi mọi người. Rồi mình có thể biến nó thành cây thước vuông để mình đẩy, mình gạch như thế này. Cái này thì mình rất hay dùng. Đó, mình đo nó từng đoạn. Thì cái cây thước này là hàng chính hãng của Nhật, sản xuất tại Nhật, chất lượng thì đạt chuẩn CES của Nhật luôn, hàng nhập khẩu. Giá của nó thì cũng không có rẻ lắm, giá nó tới như là 1,5 triệu. Mình sẽ nói dưới cái video, mọi người xem thông tin dưới video. Nếu mà muốn mua cây thước này đến địa chỉ 257/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, phố Hồ Chí Minh để mua. Tôi là Vinh, cảm ơn đã xem video, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.